Như anh em mình biết đấy, cái xe nhà mình luôn luôn phải tốt xích đúng không ạ? 25 tốt xích một lần. Nếu mà không tốt xích thì là nó trục trặc cái gì mình không biết, thì rõ ràng chuyện mà cứ hàng năm anh em mình gặp nhau này mà nhắc nhở nhau đi kiểm tra sức khỏe đấy là chuyện dĩ nhiên đúng không ạ? Cái xe mà mình không chạy ấy thì tự nhiên là nó cũng lại khô dầu khô mỡ các loại. Cho nên là chỉ khuyên mọi người là thứ nhất là kiểm tra sức khỏe, và thứ hai là xe mà để lâu mà nó đóng băng lại dầu mỡ nó khô là không được, cho nên là luôn luôn cứ phải là cho nó chạy rốt đa đấy, như nhà mình phải chạy rốt đa đấy. Đừng có ai quên hàng tuần phải nhớ cái nhiệm vụ đó, có đúng không ạ? Để nhìn đấy.
Chán lắm thì chả chán, muốn bỏ đi thật. Đi đâu bây giờ? Đi được quay về.